Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video trên này nha em ơi. Như Khải kính chúc anh em buổi tối xem làm dễ em ơi. Video này thì Khải sẽ thay đổi một số về con côn lôn. Hiện tại lúc trước Khải đánh con lôn đao á, thì Khải cho con này là con lôn xét để phụ đam cũng như là phụ chón, vừa bùa vừa xét đó. Còn hiện tại bây giờ thì Khải chuyển về con lôn đao, nhưng mà Khải sẽ vẫn là phụ bùa cho bang đó, và vẫn gọi là đam con lôn đao phụ cho anh em, tại vì tầm cấp này cấp khá là cao, 143 xe rồi thì có thể hiệu ứng thì nó cũng ok rồi. Đồ đạc đầy đủ rồi. Bây giờ thì Khải sẽ cái bao tay trước đã. Bao tay thì Khải sẽ rút hai phương diện, ba phương diện đại, đọc một phương diện đại rồi cho nó vô bao tay đủ hiệu ứng chón anh em ơi. Đây. À thì làm mấy cái cục hiện ẩn ha. Đây anh em, bao tay này thiếu dòng chón này. Đó, nhìn sơ qua xét đồ này. Nhận chón kháng họ này, xét hiệp cốt, cô lông đao nha anh em. Xét hiệp cốt, mắt pin xét hiệp cốt. Đó. Rồi nó ông thủ lý 100. Đây là ông thủ lý 100. Là 80 chậm, 80 chó rồi đó. Rồi kèm một cái nhận một giày khẳng lôi, cái đao sát thương đó, vậy thôi. Nếu mà mua được đao băng sắt thì lại càng tốt nè, lấy hiệu ứng băng sắt giúp ba. Rồi ok, đợi trước khi ép thì Khải đi mua cái cục phôi à. Khải sẽ mua cái phôi ẩn 2 thủy phù dung thạch. Ok, ẩn 2 thủy. À, ép dòng chón vô cho nó là xong rồi. Đây, cho anh em xem sơ qua set ăn ban hồng bị Khải mới mua. Nãy giờ anh em hỏi đúng không? Đây. Anh em đang hỏi set ăn ban hồng bị Khải mới mua đúng không? Đây anh em à. Mới mua thì luôn nha anh em. Đó. 30 năm. 29. 27. Và cho chuyện kháng cả 19, 10 kháng lôi. Đó, set đồ Khải đây. Lâm Đào mới chuyện đây. Ngày hôm nay mới chuyển ngày chính thiết lông đao. Thì giờ cầu lông Khải sẽ chuyển về từ cầu lông xét thành cầu lông đao. Vậy thôi. Đó. Đang thiếu bông tiêu nữa là hợp lý này mà. Đó. Ok chưa? Xét ok không em? Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người nha. Hello anh em. Đó. Chẳng xong đấy. Nói chung Khải cái gì cũng vậy anh em. Anh em biết là nhận thử sau này tính sâu cũng được. Nhưng mà Khải muốn làm một cái video hoàn thiện cho anh em xem á, là Khải phải chuẩn bị đầy đủ, làm đến đâu anh em xem đến đó thì nó sẽ ok hơn. Đó, ba phương diện đại. Rồi tí nữa đọc một phương diện đại, một thị tinh là xong vòng chón của bao tay. Đó, tốn thêm khoảng vài trăm xu xong cái bao tay cho nó khỏe. Đó, bao tay này 24 thì cũng được anh em ạ, không quan trọng lắm, cho xe mà. Rồi phần chút xấu, một thị tinh. Đó, một phương diện đại auto 40 vậy thôi. Rồi, lên đảo. Trước khi lên đảo thì phải lấy ba thị tinh. Ui, thiếu tiền à. Trời ơi trời, thiếu tiền em ơi. Đâu, xanh, thiếu tiền. 50 vàng mới được. Rồi, nè, con lông đao thì tăng điểm gì cũng được em ơi. Có thể mang set ăn ban phụ này nọ cũng được. Khải cũng đang dư một set ăn ban đó. Set ăn ban hồi xưa đó, cứ đợi tí nữa mang set ăn ban cũng được. Thị tinh này trong là đang build theo kiểu này, còn xét đằng bằng vẫn vô tư. Xét đằng bằng thì được thêm cái áo con lông đao. Đó. Ok chưa? Đó, cái này là ok chưa? Đó. Cái gì game chưa? Chuẩn chưa anh em? Đó, ok lên đảo. Tinh hồng này, này đã dành sẵn này, xấu tinh hồng. Xấu thì tinh. Chung con này đao hay xét gì cũng được, nhưng mà mình cảm giác thấy thích đao hơn, chém xe em sướng nè. Chứ bây giờ thì lên đảo có tăng đi đâu thì nó cũng thay đổi một tí thôi, không thay đổi nhiều. Rồi lên đảo ba tinh thì tinh sáu tinh nào đó, ý gì game đổi gì đao. Hiện tại con này đại khả đang mua đại thành mà mua chưa ra nè, sức mạnh mặc đồ này đó, mình sẽ đồ dày dư sẽ đỡ lại. Nón này, một nón này, xếp hiệp cốt này, nhẫn này, đó. Oh yeah luôn nha anh em. Xếp đồ này phải gọi là quá đẹp luôn em ạ. Rồi cái nón này đẹp không? Có thêm cái nón thủ lý lâm chậm này. Nón này cái 23 thôi. Ôi, nón này thì tóc hay mạ. Nón này thì có cái búi tóc sâu anh em ạ. Này, nón này có búi tóc sâu. Này có búi tóc sâu.
còn nón này có nón lá đó, nón lá cho nó hồng đó. Xét nghiệm cố nè, xét nghiệm cố là hiệu ứng phục hồi 50 này, thì nhân cũng động này. Nói chung là định chơi xét đồng bang, nhưng mà trong bang mình còn rất là nhiều ạc chính chưa lên xét đồng bang đâu, nên là không ngỡ nào mà mình là còn lo làm ăn bang, thì nhiều khi ăn bang bang mình mua không ra á thì là khổ. Đây nè, ok chưa, 80 chọn 80 chậm, ok hợp lý chưa đó. Và bây giờ Khai sẽ chuyển nó thành cầu lông đao. Những món này thì có thể dư thì đó là cho anh em trong bang. Để tới anh em Khai tài hết điểm kỹ năng lại đấy. Đó. Rồi. Tăng tiềm năng đấy. Con đao xe thì không cần tăng sức mạnh quá nhiều nè. Vừa đủ là được, để lấy hiệu ứng là được. Kiểu có thể tăng 5 năm đó, 500 sức mạnh. À, tăng điểm này trước rồi đó. Làm như làm phải skin thiên hiền thiên nhu cực phải mát trước cái để chống phản đàn mới đó. Chém xe nó xuống 30. Và chống phái, chắc chắn phải chống phái là mát rồi. Đúng rồi, áo trong tâm một chiếc em mua dương một cái nè. Như cái 10 kim của tâm thánh bán nói chung khá là rẻ, đạp móc phục hồi. Rồi à, tiếp tục sẽ đến đó là skin số ít, lấy đam số ít đó. Đại dương 179 nữa, anh em đợi tới khả trời đi. Tương đối là vì xe thì không cần phải đam quá to nè. Xe thì không cần phải đam quá to. Xe chỉ việc sao mà đừng đợi chất nhiều là được. Đó. Đó là cái này sẽ tính toán cho nó hợp lý. Đại lượng tay mới 2.5 là phải tiếp tục set up cái lượng đam lên xem như thế nào đó. Set này thì nói chung hiệp cốt cho xe mà nè, xe mà đi mang bang thì cảm giác nó nhiều. Anh em trong bang họ chưa có set ông bang, mình đi làm xe thì cảm giác nó kỳ quá, tại vì rất nhiều anh em trong bang đang cần set ông bang, mình có thể đỡ rẻ lại mình cho anh em xài thì được đó. Rồi đó, tạm như 71 điểm, nếu sau 71 điểm đơn hàng tích vào cái bùa, chắc chắn phải có cái bùa âm phần đam phụ bang. Rồi một bùa tiếp theo anh nghĩ sẽ là bùa âm tốc đánh nội công thôi, hai bùa thôi, thì con này ít nhất phải theo chuyên chiến một chuyên chuyên đam một tí. Bất bùa này là quấn những con nghe mi hay là giáo đan tem tem bạn đó, âm tốc đánh nội công rồi xong hai bùa thôi. Rồi là chắc là full đam thôi nè đó. Quá đẹp. Hello Nhật Tân Fashion nha. Hello này mới vô. Đó, lực tay 6k3. Xe ra nha anh em. Em lưu ý là này là xe nha. 6k3. Rất là hiệu ứng kháng mới 64 thôi đúng không? Khai sẽ tăng hiệu ứng kháng lên cho nó tròn 75 cho nó đẹp. Đó, ok chưa? Cái gì game chưa? Hiện tại bây giờ thiếu một điểm nội công. Cái này dẫn ra căng quá. Tốc độ di chuyển. Thôi tăng một điểm lấy đi, ba bùa cũng được anh em ạ. Đó, tại vì đa mặc định thì cũng có thể chém được, là cả sẽ đốt bao tu vô nó thôi. Bốc bùa nè, ok xong đó, xúc mạnh thì tăng cho nó còn 6k5 lực tây. Ôi từ từ, cái này đã bị chiêu thức lộn ngào thiết thiên phong đó, ok chưa, đây sẽ là kinh không đó. Lực tay cố gắng lên 6k5 đi nè. Xe mà tăng nhiều quá sợ chết lắm. Cứ nó bùa đầy đủ xong nó sẽ đam thôi. Đó kiểu này là gọi là tăng 5 năm cho xe nè em ơi, chứ không thể nào mà tăng 100% được. Đó, cho nó trâu theo xe đánh 5 năm đó. Càng xem càng vật vả lắm rồi Khải ơi ạ. Ok ok, hiện tại giờ tìm trước ạ. Nếu mà đỡ tìm 15 bit thì như Khải nói đó. Hiện tại server đỡ mà nói thì như ban Khải này, top 15 ít thì chỉ có khoảng tầm chục 18 mạc thôi. Và đỡ bây giờ tầm mua một ạc 15 ít thì ít nhất phải người đó phải nghỉ game thì mới mua được. Khó, người đó khó. Đó là 15 ít hơi khó chứ mà 147, 148, 149 thì có mà đầy. Tầm đó là có mà đầy. Mình là hoàng tử Anagan đây, ok. Mua cái mana này, test cho anh em xem như thế nào. Đây không có bán cái loại kia nè. Rồi tầm này ok chưa, mình sẽ phụ đam cho chính rồi nè.
này, thì nó sẽ bùa đó, nó bùa xong nó sẽ đam đâu, không đam luôn đó. Hoặc là mình nhấn nút cắt, là mình thích đam hướng nào đam hướng đó thôi. Hoặc là nhấn nút cắt nè, đam hướng nào đam hướng đó thôi. Ở lộn, đam nút cắt thì ngồi cái skin này lộn skin lại, đau đầy thuốc nè. Thay đổi lại skin ngào tuyết cái, cái phần ok. Đây, nhấn nút cắt, nó sẽ đam phụ xe, đó, phá xe người ta thôi. Xe mình là thiếu lâm, thiên nhẫn, con long đao, ngay mi búp kèm với ngay mi trưởng, ok rồi. Tầm này là easy rồi nè. Kháng hiệu ứng như thế này là gì, ngay mi nó hợp lý rồi. 80 chọn tới 10 chậm. Nếu mà cảm giác cái bùa này không hiệu quả thì Khải cứ bỏ cái bùa này đi. Cách hai bùa thôi. Cách thú thúc phượt chú âm phản đam cho bang, với lại âm tốc độ đánh cho bang. Đó. Chứ tầm này thì full đam rồi, full đam đao rồi nha anh em. Không còn gì để tăng luôn á. Đao 6x này, đao 6x max này, đao 7x max này, đao 1x max này, đó nói chung là full đam rồi. Full đam rồi, dư là mình phụ bang bùa thôi nè. Còn khi nào mình muốn đam thì cứ nhấn nút cắt này, nó sẽ đam thôi. Nó sẽ không bùa. Nhấn nút cắt thì nó sẽ không bùa, nó chỉ đam 100% hoàn toàn đam luôn nè. Đó. Còn nào thả cắt ra thì nó mới bùa, như thả cắt ra này. Đó, nó sẽ bùa thấy chưa? Thả cắt ra nó sẽ bùa. Đó. Bùa xong nó sẽ đánh. Đó. Đầy đủ bùa nó sẽ đánh. Đó. Đơn giản thôi. Nếu anh em chơi vào lâm thì cái kim yến này nó xử lý hết khá là tốt. Đó, ok. Xuống đảo nha anh em ơi. Sau một thời gian thì cũng khá đẹp trai vậy. Xuống đảo anh em ạ. Hình như skin 6x không tăng được tay cho chiến ít mà Khải. À không tăng nhưng mà nó tăng tầng 2 nha Hưng Đồng Minh ơi. Đây. Skin 6x nó tăng cái đoạn nó là khiếu phong tam liên. Đó tầng 2 nha, tăng tầng 2 198%. Đó, tầng 2 cho đao chiến ít nè. Khiếu phong tam liên kích nè anh em, tăng cho tầng 2. Đó. Vẫn tăng chứ, tầng 2 mà. Tầng 2 là vào thật cái tầng độ sát sâu anh em. Nè, phần nổ sâu này, nó nổ đam đó, thấy nó nổ đam không? Nổ đam tầng 2 chứ. Có chứ, vẫn có phù đam chứ. Rồi ok, xuống đảo này mà. Với hiệu ứng này thì con lôn này quá trâu. Nếu mà muốn sợ chết nữa, nếu mà sợ chết nữa thì bỏ bất lực tay đi, lấy máu vô nữa là càng trâu nữa. À, với số canh đem lực tay thì thấy ổn rồi này mà. Đem cầm máu, con lôn đam đem cầm máu. Vô ngày 10 nữa thì nếu mà không ổn, nếu mà cảm giác giao tranh mà nó nhanh chết quá thì Khải sẽ tăng giảm bớt lại sức mạnh, dồn tiếp tục máu vậy thôi. Ok nha anh em, xuống đảo nha. Đó. Lấy vậy. Rồi anh em đang xem video này đừng quên cho Khải một like chia sẻ và cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi những video trực tiếp của Khải live vào lúc 19 giờ 15 phút là 7 giờ tối hàng ngày và cũng như là những cái video Khải ra nha anh em ơi. Ừ, theo Khải dự định là bút hai bùa là ngon tại vì phụ đam hai bùa, còn cái bùa này thì không ổn Khải bỏ thôi. Tại vì bùa này chỉ có một điểm thôi, cũng không tác dụng lắm. Nó khá là nhanh hết. Đó. Tăng một điểm cho vui là lấy hiệu ứng rồi nè. Không thích thì bỏ đi. Vì tầm này cấp cũng khá là cao, không có sợ. Rồi, quá đẹp. Cái con lôn này quá đẹp rồi nè mà. Khải cho vô xe cho anh em trải nghiệm cho vui nha. Ok, bây giờ hiện tại xe của Khải đang thiếu một con nữa, đó là con thiên nhẫn. Đó. Hồi chiều có một cuốn đại thành 120. Khải cắn cho thiên nhẫn rồi nè em ơi. Khải cắn cho thiên nhẫn rồi. Khải cắn cho thiên nhẫn rồi. Ai, Khải lóc thiên nhẫn ra cho anh em xem, nó đào đi cho anh em xem. Con thiên nhẫn Khải cũng cắt mấy bùa thì mới đam anh em à, tại vì nó cũng dư điểm quá. Nên là cũng cứ cắt mấy bùa rồi đam sau thôi. Không có quan trọng. Chủ yếu là phụ ban là chính mà. Chủ yếu phụ ban là chính. Thiên nhẫn Khải cũng cắt 2 bùa, ba có thể là 3 bùa. Nếu không hợp thì nếu cắt không kịp thì có thể bỏ đi một bùa, cắt 2 bùa thôi. Đó. Khải cắt đồ dòng rương á cho anh em đi xem. Và anh em cùng xem con lôn nó chém như thế nào nha. Ai thấy hay thích đi lên phong độ. Ok. Lên test phong độ cho nó máu nó trâu. Đó. Đó nó sẽ bút bùa. Trong thời gian bút bùa thì thiếu lâm nó chém chết bà xe rồi. Rồi chém này, đang mặc định theo xe này. Đó, thấy không? Đang mặc định theo xe này thấy không? Mình đang mặc định theo xe chỉ cần việc nhấn nút cắt thôi thì nó ngừng hết tất cả bùa, nó không đam bùa nữa nha anh em. Nó không đam bùa nữa, nó sẽ đam theo hiệu ứng. Đó, nó sẽ đam theo dòng chùa cải anh em thấy không? Đó. Cái này Khải đang di chuyển ngạc chính anh em. Đó anh em thấy nó đam không? Không bao giờ bùa luôn nha. Chỉ cần nhấn nút cắt là không bao giờ bùa luôn. Cái này gọi là đam mặc định ở vòng điều khiển bắn 1 kim yến anh em. Ở trong auto kim yến điều khiển bắn 1. Đó muốn đam hướng nào thì chỉ chuột hướng đó đam thôi. 100% đam luôn. Không bùa cũng đồ luôn.
Nói chung là tầm này hiệu ứng full down rồi anh em ạ. Còn nếu mà Khải thả ra nó sẽ bùa thôi. Ở dù Khải thả ra này, nó sẽ đi bùa. Nó bùa trước. Nó bùa trước đó Phương. Đó, nó bùa trước đó Phương, nó mới down. Đó. Nó phải bùa trước. Đó, nó bùa trước. Bùa đây, đó, trong thời gian nó sẽ bùa đó. Bùa trong thời gian bùa nó sẽ xuống ngựa nó đam. Đó. Bùa xong thì xuống ngựa đam. Còn những bùa không kịp nó sẽ đứng đứng trên bùa luôn. Đó. Đúng rồi, bút bùa nhiều quá không kịp đam mất thôi, em cũng nghĩ vậy. Nói chung là cái này thì chắc chắn sẽ nghiên cứu lại. Tại vì đa số em phụ ban thôi. Còn em nghĩ bút 2 bùa là hợp lý. Xe này chắc VIP nhất server. Không không đâu, Hưng đồng minh ơi, xe Khải là bình thường thôi, VIP cho đâu nè. Đây nè. Xe Khải gọi bình thường thôi, VIP gì. Gọi tầm này thì xe Khải chính đây. Chính đây nè. Đó. Chính đây. Má mình nè cho nó đẹp trai. Đó, ok chưa. Ái cha cha. Ái cha cha. Gì đây? Chạy. Đây nè. Xe Khải mới, xe Khải đây, xe đăng bang. Đó, đăng bang hồng bỉ nè, mới xúc nha. Quá đẹp luôn. Bao tay tứ không. Nấu mỏng lông, hai cấp. Áo thiếu lâm, thất tinh càng xa, phản đòn càng chiến này nọ, các kiểu ứng thủ lý. Đại lưng tứ không. Giày giày khăn hoa chón. Đao 30-46. Đó. Rồi ok anh em chưa? Ok chưa? Anh em xem video cho Khải một like chia sẻ chơi nha. Lần này lên dàn xe anh em này thì cũng chủ yếu là phụ ban thôi nè. Còn con lôn đao mới lên này. Con đao mới lên này. Sẽ hiệu cốt mắt pin. Sẽ hiệu cốt mắt pin. Đó. Thì giống đọc 40. Lấy hiệu ứng rất đẹp. Phục hồi 50. Nhận sức mạnh 24. Ngầm mỗi kháng cả 4. Nhận chón kháng hộ 24, 21, 40. Bao tay 24, 40. Hiệu ứng có với mình 80 chón rồi đó. Rồi nói phần thủ làm chậm. Đại lưng thủ làm chậm. 6 dòng. Giày thì cũng 6 dòng luôn mà đâu kích được dòng cuối. Dòng cuối nó không ép được dòng gì nữa. Đao thì 30-39. Đó. Còn luôn đao nè. Nếu mà mua được cái đao tóc băng sát nữa thì hợp lý nè. Nếu mà mua được cái đao tóc băng sát nữa hợp lý. Lúc đó sẽ thay vào là bao tay phòng thủ lý làm chậm nữa là cực kỳ khỏe luôn. Tại vì cái đao thủy thì nó sẽ có hiệu ứng chó kháng hỏa sẵn rồi. Thì mình sẽ lợi được một món thủ lý đeo vào chỗ cái bao tay này là hợp lý luôn. Ok chưa? Thì lúc đó sẽ được 120 chậm và 80 chón. Đó. Ok nè, anh em xem video cho Khải một like chơi nha. Chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên nói chung cứ ủng hộ Khải chỉ việc. Tối lại anh em không có thời gian, anh em cứ chỉ việc vào xem like Khải ủng hộ Khải là ok nha anh em ơi. Còn một số anh em đang chờ Khải setup ạ. Thì Khải cũng đang muốn lắm nhưng mà anh em phải đợi nè mà, Khải phải mua được thì anh em mới setup được nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều nha, đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Nhớ nha và nhấn vào chuông thông báo nha mọi người.